Alo, xin chào vị thính giả. Vâng, alo. Vâng, vị thính giả thân mến, trước hết thì xin mời anh hãy nói lớn hơn một chút ạ, để kết nối được rõ ràng hơn. Vâng, tôi là Tuân ở trên Bắc Giang ạ. Vâng, xin chào thính giả Tuân ạ. Năm nay 42 tuổi. Vâng. Vâng, cái gối tôi làm sao mà nó cứ kêu cục cục cục. Vâng. Cái gối nó cứ kêu cục cục mà trước cách đây 5-6 năm có một lần nó đi làm về nó đau, sáng sau ngủ dậy nhấc cái gối lên không được, để nghỉ nhà điều trị một tháng không làm. Nhưng mà bây giờ nó hiện tượng nó vẫn cứ kêu cục cục, mà thỉnh thoảng là sao nó mỏi thai hông. Cho bác sĩ cho lời khuyên. Dạ vâng, chào anh, tôi muốn hỏi là anh 42 tuổi, anh cao 1m bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân nhỉ? Nặng 50 cân, cao 1m63-64. Vâng, cân nặng của anh thế này rất là ổn, không có vấn đề gì. Bởi vì đối với những điều trị bệnh lý về khớp gối mà nếu là thừa cân béo phì thì chúng nghĩ là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải giảm cân. Nhưng đối tình trạng như của anh thì cân nặng của anh không vấn đề. Cái thứ hai là cách đây 5-6 năm anh có những dấu hiệu lục khục ở khớp gối. Anh biết là khớp gối nó có những cái dịch khớp ở đó có tác dụng mà làm cho cái chuyển động, các cái vận động của khớp gối đó tốt hơn. Nếu là những cái dịch khớp đó nó có những vấn đề, có thể biểu hiện viêm khớp và có nhiều những bệnh lý khác nhau, thì có thể cái tổn thương ở khớp đó, có thể những dấu hiệu chúng ta kêu rắc rồi kêu lục khục ở trong khớp gối đó. Thì anh hàng ngày tôi muốn hỏi anh là anh có tập thể dục, có vận động gì không ạ? Mình không tập thể dục, nhưng mình nghề đợi tay. Thứ hai là bị bệnh viêm đại tràng qua thắt, nó hay bị táo nên lại trĩ lội. Vâng. Cái bệnh viêm đại tràng co thắt và trĩ của anh thì anh cần điều trị đối với bệnh lý về đường tiêu hóa. Thế còn đối với tình trạng của anh thì anh, vấn đề của anh đau ở cái khớp gối này, tôi nghĩ rằng là anh cũng ngoài cái cơn đau ra anh cần phải có vận động. Bởi vì đối với tất cả các khớp, không nguyên gì khớp gối, thì nếu mà anh ít vận động, có thể vận động để làm cho những cái dịch khớp nó có thể nó cải thiện hơn, nó sẽ tốt hơn. Anh có thể bổ sung thêm những cái thực phẩm chức năng từ chế độ ăn, ví dụ như là nhiều các đa dạng các cái thành phần từ những cái thịt, cá, trứng, đặc biệt là những cái loại, ví dụ như là từ hải sản hoặc là từ tôm, cua. Ngoài ra thì anh có thể bổ sung bằng những thực phẩm chức năng, ví dụ như glucosamin chẳng hạn. Glucosamin cũng là loại thực phẩm chức ăn là chức năng rất là tốt đối với khớp của anh. Rồi đối với thuốc đông y thì anh có thể phối hợp với các thuốc đông y vừa có tác dụng bổ thận, khu phong trừ thấp. Tôi nghĩ rằng cái này có hỗ trợ cho anh điều trị rất là tốt. Đối với bệnh lý ở khớp gối thì anh nếu trong trường hợp đau anh có thể phối hợp bằng phương pháp châm cứu anh nhé. Xin hỏi bác sĩ là bây giờ có cái thuốc nào nó ấy tạ cho nó dịch khớp được? Đối với những cái thuốc thì anh có thể mua trên thị trường rất là nhiều. Ví dụ như cái thuốc bổ thận giúp cho anh, thí dụ như là ích thận vương chẳng hạn, hoặc một số các thành phần khác nữa, hoặc là ví dụ như là một số các cái thành phần khác như ở trong cái thuốc thảo dược, thì anh có thể đi khám ở những cái bệnh viện đông y thì bác sĩ cho một cái đơn, ví dụ như là bổ thận rồi khu phong trừ thấp, thì bác sĩ cho một cái đơn điều trị phù hợp cho mỗi một cá thể điều trị cho anh thì nó sẽ phù hợp hơn. Và trong cái thời gian anh vẫn đau, có biểu hiện đau chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng anh cần có thể phối hợp thêm những biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như châm cứu, bấm huyệt thì cũng hỗ trợ cho anh rất nhiều anh nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ.